Thưa quý vị, trước mặt chúng tôi là đường Michigan và giao lộ Island. Hôm nay là ngày kỷ niệm 150 năm thành lập thủ đô Lansing của tiểu bang Michigan. Và bây giờ đây là đoàn diễn hành của cộng đồng người Việt quốc gia ở đây. Quý vị có thể thấy biểu tượng hai người lính Mỹ và Việt Nam đứng trên bục đài Tổ quốc ghi công. Phía đằng sau là mô hình con tàu vượt biên tìm tự do của cộng đồng người Việt Nam tại đây. Rất nhiều nhân lực và thời gian rất ít, có nghĩa là cho tôi có 4 cái bước mà chúng tôi chỉ có 3 đứa rồi, đứa này. Lúc này em chụp cho một người ta.